anh đậu bận á, cho anh rảnh nè. Cái miệng ăn mắm mắm muối không à. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì rất là tiếc vì những ngày âm minh khuê thì không thể khách hàng mình không đến đây rồi tham gia cùng với mọi người buổi xuân tây này ạ. Một đồng tay dành cho những người Trương Minh Cường nữa các bạn. Em cũng đi làm cả ngày như anh thôi. Tính toán ngàn vậy anh à. Và tiếp theo hãy cùng đón chào Diễn viên Tinh Y Nhung trong bài Ba Lần. Vỗ tay lớn hơn quý vị ơi. Và cặp đôi tiếp theo xin được giới thiệu những viên Văn Ngọc Tuyên trong bài Tư Hậu và Tuấn Nguyễn trong bài Thảo. Hôm nay cũng kẹt rồi. Dạ. Những viên Văn Ngọc Tuyên lần này không lắm cùng với Tuấn Nguyễn và họ lắm cặp vợ chồng má. Đẹp đôi vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Lũ cuốn tôi luôn rồi đó. Wow. Ngày hôm nay cái biểu lộ sáng quá nha. Tiếp theo hãy cùng đón chờ số tiền của cặp đôi tiếp theo Viên Trâm Mã Thảo và Long Thảo và Viên Thanh Tuấn trong bài Giang. Và đây là cặp đôi tiếp theo trong phòng điều ước lật mặt bảy. Rất nhiều cặp đôi sẽ xuất hiện trong kịch bản lần này của anh Lý Hải. Và hãy cùng chờ đợi các bạn có những tình tiết và những câu chuyện như thế nào. Và tiếp theo hãy cùng nói chuyện với Trần Phi Hải trong bài Sóng Tâm cùng với diễn viên Lê Thu trong vai Thế Hiền. Em đang công trình ở đây nè. Mấy đứa là cũng bận lắm, chăm rảnh nè. Không cần biết, vui giao hiện. Vâng là một cặp đôi rất thành xuân, rất đẹp đôi và hình trang. Trong sân khấu của chúng ta. Và nhân vật đến với chúng ta đó chính là diễn viên Thanh Hiền trong bài Bà Hai. Một đôi này dành cho người mẹ trong lớp mặt bảy của chúng ta nào. Mấy đứa con của tôi cứ nghe tôi bị một cái hả, nó nôn đáo chạy về người ta có thuốc quá rồi. Vô nguy hiểm chứ. Cái lần kia 5-6 đứa không đứa nào giúp được cái gì hết trơn. Vâng thưa quý vị, còn trong cái lửa thì tôi dặn cắt cái mặt tập bởi một điều ước là xin mời tất cả mọi người ạ. Và đây sẽ là lời chào của dòng cast của lần mặt bảy một điều ước gửi tặng đến cho tất cả mọi người trong buổi buổi trong lớp ngày hôm nay. Vâng nhau quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Và chắc là mình sẽ giao lưu để cho tất cả mọi người sẽ gửi lời chào nhanh đến với tất cả quý vị khán giả được không ạ? Xin mời anh Lý Hải truyền mic giùm em. Xin chào mọi người. Fan của Thích Nguyễn đâu ạ? À? Rồi bây giờ mình giới thiệu nhanh tên của mình và tên nhân vật trong phim nào. Xin mời. Xin chào mọi người, mình là Tính Nguyễn, mình trong vai Tư Thắng, vợ của Tư Hậu. Trời ơi, dễ thương. Quá đầu tiên xin chào tất cả mọi người. Đã từ hôm nay may mắn là được tham gia vai Tư Hậu, một trong những người con của má hai ở đây. Hy vọng cuối tháng 4 này bà con ra là ủng hộ tất cả anh em ekip nha. Cảm ơn rất là nhiều. Yeah, xin được cảm ơn anh Tuyền. Dạ, Trương Minh Cường xin gửi chào tất cả quý vị ở đây. Lâu lắm tôi mới xuất hiện trở lại. Và lần này sẽ là phim lần mặt bảy. Và Trương Minh Cường đóng vai Hai Khôn, anh hai trong gia đình. Dạ. Dạ, xin cảm ơn anh, mời cảm ơn đây lớn được không ạ? Dạ, không xin mời má hả? Xin được gọi mình là má đi nghe, tự già quá già. má tên là Thanh Hiền. Trong lần mặt bảy một điều ước lần này là trong vai bà Hai. Bà Hai là mẹ của 5 người con. Coi như là nhân vật chính của chúng ta đó mọi người. Vỗ tay lớn đâu được không ạ? Dạ, con xin cảm ơn má. Rồi, tiếp tục ở bên đây, xin mời Hải. Quý vị khán giả ơi! Cảm ơn mọi người đã yêu thương toàn của lần mặt 6 và đến với lần mặt 7 một điều ước lần này. Trần Kim Hải vào vai người con út của má Hai. Xin cảm ơn quý vị ngày hôm nay rất nhiều ạ. Yeah. Trời ơi, Trần Kim Hải ơi, trong phim này vợ của mình rất là xinh nha. Xin mời bạn. Xin được mến chào quý vị khán giả. Em là diễn viên Lê Thu và trong phim lần mặt 7, Lê Thu vai Sáu Thi, vợ của Sáu Tâm. Cảm ơn quý vị. Dạ, em xin chào cả nhà.
Em là diễn viên Trâm Anh và trong Lật Mặt 7 Một Điều Ước lần này em đảm nhận vai Năm Thảo. Và xin mọi người ủng hộ cho phim vào ngày 26 tháng 4 này tại các cụm rạp nha. Yeah, thank you. Mọi người có nhớ anh An của Lật Mặt 6 không ạ? Lần này anh An đã quá kiếp rồi, thành anh Chanh rồi mọi người ơi. Anh Chanh chồng của Năm Thảo, con rể của bà Hai. Hôm nay cái phần thái anh chắc thẳng luôn. Dạ. Đinh Đi Dung xin chào quý vị khán giả. Và trong Lật Mặt 7 này, Đinh Đi Dung sẽ đóng một vai rất là đáng yêu. Chờ đợi ngày 26 tháng 4 để khán giả tò mò nha. Và chồng của Đinh Đi Dung là vai dẹo anh Lý Hải. Trời ơi, nói chuyện à. Mà cái chữ mà chị Đinh Dung nói là vai dễ thương, hình như trong mặt kép về sao á. Nhìn mặt chị hình như là hơi bí mật chút xíu. Cảm ơn chị rất là nhiều. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay lớn cho tất cả những nhân vật trên sân khấu được không ạ? Và bây giờ để chúng ta dần dần hiểu thêm về kịch bản sắp tới của Một Điều Ước và để xem cái sự hóa thân của tất cả những diễn viên của chúng ta trên sân khấu sẽ hóa thân trong bộ phim lần này ra sao với những hình ảnh bật mí đầu tiên. Xin mời tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng đến với đoạn trailer của Lật Mặt 7 Một Điều Ước. Xin mời. Đàn ngày chân mẹ như thế mà anh đưa mẹ tận được công an ra ngoài này, anh tính thế liệu đó ổn chưa? Nói không mà kiêu ngạo, nắm có bị khùng không? Ông dạy vợ, hỏi như này vậy chồng, thấy không kỳ à? Rồi chú lỗi mới rồi kỹ gì thì? Anh nữa đưa máy họ còn xuống lấy hàng nữa nè, phải thu hoạch cho xong chứ không thu hoạch kịp á là ăn cho hết luôn. Tôi không cần bé, tôi giao hiện 3 ngày tôi trở lại mà không đúng á, tôi đi kiện cậu á. Con gái gì đâu mà để chuyện nhà mình vậy? Ăn uống gì chưa mà anh ơi? Trả lời câu hỏi nhanh và tất cả những câu hỏi liên quan đến Lật Mặt, đến với đoạn trailer vừa rồi và đặc biệt là liên quan đến những diễn viên của chúng ta nữa. Và xin được thông báo là chúng ta sẽ có rất nhiều những phần quà trong phần trả lời câu hỏi chính xác này. Vì vậy mọi người biết câu trả lời, giơ tay thật nhanh. Tất cả những nhân viên của chúng ta sẽ mang micro đến tận vị trí của tất cả quý vị nha. Vì vậy cố gắng cho mọi người nha, câu hỏi dễ lắm. Và bây giờ với dàn cast của Lật Mặt 7 trên sân khấu thì Phước Bảo sẽ mời mỗi nhân vật hỏi một câu cho thú vị được không ạ? Ok, và câu hỏi đầu tiên các bạn xin được mời diễn viên Trương Minh Cường ạ. Xin mời anh, xin mời anh ra giữa sân khấu nha. Anh giúp em hỏi câu đầu tiên. Dạ. Quấy động sân khấu anh Cường ơi. Đầu tiên thì câu hỏi rất là dễ quý vị nha. Dễ lắm, dễ trúng nữa. Và phần quà cho mình là quà là gì luôn? Cho mình thấy hấp dẫn nè. Đó chính là một chiếc nón bảo hiểm đến từ Andes thưa quý vị. Khi mà Cường nói câu hỏi xong á, ai giơ tay trước chạy lên đây em, hoặc là như thế nào anh hả? Sao mà chạy? Ai giơ tay? Bao nhiêu người giơ tay sao biết hết? Rồi mình chạy vực nào hay sao anh? Cái hàng nào hay sao chạy nha? Rồi mọi người tranh thủ giơ tay nha. Giơ tay xong mình chọn. Dạ. Em chọn giúp anh nha. Dạ. Chứ anh thấy là đồng quá anh không chọn nổi đâu. Rồi thì cố gắng nè. Câu hỏi đầu tiên cho mọi người nha, tập trung nha. Câu hỏi đầu tiên
rất là dễ luôn. Nhớ tập trung nha. Phim Lật Mặt 7 Một Điều Ước lần này đạo diễn và kịch bản là ai? Ủa rồi hỏi chưa? cái câu này giống như là cho vậy ta. Anh nói dễ mà, đúng là anh nói dễ mà. Em thấy là bạn nói hỏi rất nhanh. Vâng ạ. À, với ngoại hình nổi bật của anh thì anh đã chiếm trọn mình. Rồi em nói xong bài hát rồi. Đây là câu hỏi của anh Trình Tường ạ. Đạo diễn của phim Lật Mặt 7 là anh Lý Hải và nhà sản xuất là chị Minh Hà. Người ta hỏi chương trình với đạo diễn không anh? Kịch bản với đạo diễn. Kịch bản với đạo diễn giờ chốt một câu nè, đó chính là anh Lý Hải ạ. Vỗ tay ạ. Và anh câu này dễ quá, mọi người hết vỗ tay. Đúng rồi, và anh là tên là Trương Minh Cường nha. Và Trịnh Minh Cường nha, Trương Minh Cường. Rồi, hỏi ngài xin cảm ơn anh Trương Minh Cường rất là nhiều. Một chiếc nón bảo hiểm đến từ Andes để gửi tặng cho anh là chúc mừng anh. Câu thứ hai, để nhờ ai đây? Con nhờ đây, à, ủa, câu hai hả? Tính Nguyễn, hỏi luôn đi à. Vô, fan quen hôm nay đông lắm. Fan của Tính Nguyễn luôn à. Ê, nhưng mà hôm nay nhìn khác quá nhờ. Em lột xác. Em lột xác luôn. Hôm nay là lột quà gửi lại cho mọi người nè. Câu tiếp theo, vô. Mọi người nghe kỹ câu hỏi nha. Vai bà hai trong phim bao nhiêu tuổi? Có luôn hả? Ai anh? Bạn nào anh gãi trận nè. Đúng rồi. Ok, bạn đang nói đi. Dạ, ba bà hai trong phim là 73 tuổi. Chính xác không? Chính xác không? Dạ đúng. Và đó là đáp án chính xác, chúc mừng. Trời ơi, quá hay luôn. Xin được cảm ơn em rất là nhiều. Và một phần quà, chúc mừng bạn đã nhận về một ba lô đến từ... Ủa, các bạn? Cái ly. Ly đến từ Lotte Cinema. Xin chúc mừng. Xin được cảm ơn Tấn Nguyễn rất là nhiều. Và câu tiếp theo, con mời má đi. Má ơi, má hỏi giùm con một câu dành tặng cho mọi người một món quà. Dạ. Ngoại Hiền xin hỏi là bữa nay có fan của Ngoại Hiền không á? Quá trời, có là phối bộ luôn ngoại ơi. Có không à? Ôi, Ngoại Hiền rất là cảm động, tưởng đâu là cái fan là chỉ để dành cho các diễn viên trẻ thôi. Bữa nay Ngoại Hiền rất là vui. Bữa nay câu hỏi Ngoại Hiền đặt đến để cho tụi con trả lời cũng rất là dễ luôn á. Bắt đầu nha. Những bông hoa xuất hiện nhiều ở trong trailer của Lật Mặt 7 Một Điều Ước là hoa gì? Giờ tay quá trời giờ rồi không? Áo đen bên đây, áo đen đứng hàng đầu luôn, xin mời em. Là hoa bất tử ạ. À. Hoa bất tử đó là đáng đúng rồi, đó. Xin chúc mừng. Chúc mừng và xin chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một ba lô đến từ Midori. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Nó chỉ đường trước rồi nhìn sao luôn. Trời ơi, quà bị trộm tập lâm mà. Xin được chúc mừng các bạn nhận được cho mình một bình nước Andes cùng với bộ phim Lật Mặt 7 à. Chúc mừng bạn. Con xin cảm ơn má à. Và bây giờ câu hỏi tiếp theo. Quân đầu tiên, anh ơi hỏi gì mẹ? Cả nhà mình ơi, chuẩn bị nhận quà tiếp kìa. Bên đây hả? Hay là bên này? Yeah. Tập trung. Câu hỏi của tôi rất là khó. Tập trung nha. Nhân vật bà hai mẹ tư hậu trong phim tên gì? Anh Hải kêu bịt mặt ở xa xa. Em ở xa xa, em đeo khẩu trang á. Khoan, cho em xí. Đúng rồi, em đeo khẩu trang đúng rồi. Nhưng mà cho em xí cái đi. Hả? Anh ơi, mình ổn không? Anh hỏi hả? Trong câu hỏi những cái câu trả lời sao á? Ừ. Cái gì mà nhân vật bà hai tên gì là sao anh? Anh Tuyên ổn không anh Tuyên? Ủa, anh dạo này mình ăn sushi nhiều quá mình bị vậy đó. Không có, tại dưới này toàn người nhà anh không, anh muốn tặng quà mà. Vậy hả? Ừ. Chắc chưa? Đúng không mọi người? Yeah. Hỏi như hỏi vậy mọi người. Bịt mặt màu đen, anh hỏi chưa bịt mặt màu đen. Em bịt mặt màu đen, đúng rồi em đó. Tên gì em nói luôn đi. Nguyễn Thị Hai. Đúng không má? Tao không nhớ tên má luôn. Trời ơi, không nhớ mình hỏi người ta. Chính xác rồi em ơi. Chúc mừng em. Chúc mừng à, bạn nhận về cho mình một ba lô Midori của bộ phim Lật Mặt 7, chúc mừng. Vâng, câu tiếp theo. Hải ơi, hỏi luôn đi Hải, chân kim Hải. Everybody yeah, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hải hôm nay Hải xin tới 20 phần quà lận. Nhưng mà không được, không cho. Cho nên là cũng có một phần quà nhưng mà Hải chưa biết đó là gì. Câu hỏi Hải muốn dành tặng cho quý vị khán giả là lý do vì sao bà hai
bị mất tích. Lý do bà Hai bị mất tích. Hãy thấy anh cho tay cao. Hãy có nhìn thấy một người đây đi, bạn đi. Okay. Anh cầm cái khăn rằng hả? Đây, anh này, anh người nước ngoài ạ. À, yeah. Yeah. Thật sự ra là khi mà bà ấy bị mất tích á, là do bà ấy đang ngồi trong một chiếc xe lăn. Trong một cái chiếc xe lăn đó, khi mà bị bắt một phát á là té trên suối rồi xong rồi tất cả mọi người là đúng rồi, đúng rồi. Và phải nói là đây là một cái tình huống rất là buồn thật sự luôn. Mình mong chờ cái ngày 26/4 khi bộ phim ra rạp á sẽ được đón nhận nhiều hơn. Và Ma ơi, con cảm ơn Ma rất là nhiều. I love you. Thank you. Xin cảm ơn một chiếc áo thun đến từ Midori. Chúc mừng. Yeah. Thank you. Xin được chúc mừng một áo thun đến từ Midori của cái bộ phim Lật Mặt 7. Và bên phải rồi nãy giờ chưa được hỏi đúng không ạ? Giờ qua đây nha. Giờ mình qua bên phải. Dạ, ok. Cả nhà ơi, Lô, chúc các bạn nào. Còn rất là nhiều phần quà nữa, cho nên là quý vị hãy nhanh tay giơ tay lên để giành quyền trả lời để mình nhận quà nha. Câu hỏi mà Lê Thu muốn đặt cho quý vị là trong trailer của phim cũng đã có xuất hiện, nếu mà quý vị có xem, lý do tại sao nhân vật Sáu Tâm không về chăm mẹ được. Đó, bây giờ em chọn thì anh đi, đâu mé bên này nhà bên phải, bây giờ chưa được. Nãy giờ mình ở giữa đây ha, bây giờ mình ưu tiên bên cánh tay phải. Các bạn có thể giơ tay cao lên nữa không ạ? Còn hai bên cánh gà nữa nha, mọi người cứ chọn nha, tất cả mọi người đừng có cơ hội nè. Em chọn. Một cái bạn nhỏ giơ cái tay lên cầm cái điện thoại. Điện thoại màu xanh cây đúng không? Đúng rồi, xin mời bạn. Bạn áo đen đúng rồi. Áo đen nó mắc kính đúng rồi bạn ơi. Chị mít cho bạn. Giúp bạn ở hơi xa một xíu nha. Vâng ạ, bạn trả lời to lên ạ. Cái gì mang bầu, tôi nghe mang bầu đó. Là vợ của anh Sơ Tâm mang bầu. Vợ mang bầu đúng không ạ? Chính xác, chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một ví Midori cùng một phim Lật Mặt 7. Và bây giờ cho anh giúp anh hỏi câu tiếp theo nào. Dạ. Em thích khu vực nào? Bên phải hay bên cánh gà? Nãy giờ mọi người. Nãy giờ em thấy cánh gà ở bên phải vậy, các em qua bên trái. Qua bên trái đi em. Cánh gà bên trái ơi. Câu hỏi của em thì nó sẽ hơi khó một chút, cho nên là mọi người suy nghĩ kỹ nha. Là hãy kể tên các phần lật mặt đã xuất hiện. 3, 2. Kể tên nha. Ai là fan cứng của Lật Mặt nè? Kể chính xác 6 phần. Em chọn anh áo xanh ở xa xa. Anh xanh, anh áo xanh. Dạ đúng anh rồi. Anh có thể phải bận đi chạy xe không ạ? Dạ. Anh ơi, anh có thể trả lời lớn lên. Anh trả lời lớn lên được không ạ? Dạ. À, 6 phần là trả lời lớn, không nghe hết đâu em. Chỉ mất đi em ơi. Đúng rồi. Hình như anh chạy xe cũng mẹ hả? Anh bỏ thuốc luôn, ngoài đứng chơi với tụi mình luôn. Rồi, xin mời anh, 6 phần của tên gì ạ? Xin trả lời là 6 bộ phim được đã theo dõi. Và thứ nhất, Cần Thơ. Alo. Dạ. Tên bộ phim anh. Dạ, tên của. Ví dụ như là bà Bảy là một hiệu ước. Còn 6 phần kia là tên gì ạ? Dạ. Thương lắm quá, dạ. Anh chạy xe cả ngày, anh coi nhưng mà đông nhớ tên đó. Vậy chắc em xin mời cánh tay khác nhau cơ. Bên này nhiều lắm, bên này phim cứng nhiều lắm nè. Rồi bây giờ mình bỏ tay xuống, 3, 2, 1 vô lên nha. Bên này cứng nhiều lắm nè. Mình bỏ xuống, mình 3, 2, 1 vô lên nha. Để xuống nào, 1, 2, 3 vô lại nè. Để xuống. Rồi. 3, 2, 1, vô. Chỗ nào vậy? Em chọn đi. Bên này sơn quá, cái xóm này sơn quá nè. Cho béo trắng. Áo trắng, đúng rồi, áo trắng. Dạ. Xin mời em. Để 6 phần nha. 6 phần luôn nha. Lật Mặt, phim vườn, ba chị Khuyết, nhà Lô Thách, 48 giờ, tấm vé điện mời. Chúc mừng! Wow. Và xin chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một bộ kem chống nắng đến từ thương hiệu Mai Chi. Cảm ơn chị. Rồi, bây giờ anh Thanh Thức lựa chọn giúp em một câu hỏi để gửi tặng cho mọi người quà nào. Mọi người ơi, mọi người muốn nhận quà từ anh Nam có được mặt sao không? Ê, anh Nam đi xa lắm nha.
Vậy có muốn nhận quà của anh Chánh Lê Bạc Bảy không? Câu hỏi đó chính là bối cảnh chính của Lê Bạc Bảy nằm ở đâu? Cứ hỏi cho hỏi như vậy thôi. Mời anh chọn. Em thấy bên ngoài thì ở ngoài đường nãy giờ ra. Rồi ngoài đường chưa có. Mời bạn áo thun màu hồng sọc đó. Bạn nữ. Đó, màu hồng, cánh sen, hồng phấn, đúng rồi. Đúng rồi. Bối cảnh chính của Lê Bạc Bảy nằm ở đâu? Ở đâu hả? To lên em ơi. Cái gì em? Nói to lên. Đâu mà? Chưa chính xác cái tên cụ thể. Cụ thể chính xác hơn. Đà Lạt Lâm Đồng hả? Chưa luôn, cái tên chưa của Lạc đó là gì? Đà Lạt Lâm Đồng, còn chung chung quá. Rồi. Mất quyền. Cái gì mà người yêu mến lên trên luôn rồi vậy? Phản được rồi, không được nữa đâu. Sao hả? Ở đằng xa được không? Kế một cái bạn mà cầm cái hũ bằng nữ ở dưới đó được không? Do nón nè. Ok, bạn nói bằng chiếc nón bằng cao hoặc xanh lá đi hả? Hồng sách dạ quang, xin mời bạn. Lạc Dương Lâm Đồng, chính xác à. Một tên cụ thể của khách hàng đó tên gì? Vẫn thiếu. Quan trọng nhất là cái tên là Lạc đó là gì? Nó để lần này chúng ta sẽ lên thông qua đoạn tên đường. Làng Rông Lắc à. Làng Rông Lắc. Cái gì? Lông lá gì chứ lông lá? Lông Lắc à. Lông Lắc thì gì? Nghe cái gì Lông Lắc kìa. Làng Rông Lắc. Rồi, bộ ban nữ ở giữa đó kìa, áo đen. Áo đen, đúng rồi. Đúng rồi, bạn. Rồi, trả lời đi em, đúng rồi. Tính đi, trả lời liền luôn. Từ lên Lâm Đồng. Còn không phải. Lâm Đồng, chính xác rồi. Lông Lắc đúng không? Đúng rồi. Chính xác. Chúc mừng bạn. Xin được cảm ơn câu hỏi khá cồng kềnh đến từ Thanh Thức. Quá đổi. Vâng ạ, à, chúc mừng bạn đã nhận về cho mình một chiếc áo thun đến từ Midori. Vâng ạ, xin mời chị Đinh Thị Dung ạ. Quý vị khán giả ơi, và đây là câu hỏi cuối cùng cũng rất là dễ luôn. Sau khi mọi người coi trailer Lật Mặt 7 rồi, mọi người cho Dung và ekip đoàn phim cảm nghĩ như thế nào? Đến tay nào? Giơ tay cao nè. Ủa anh cũng leo lên luôn rồi. Anh leo lên đầu bạn luôn kìa. Trời ơi. Mời bạn, trời ơi, tim mà leo quá leo rồi. Áo màu đỏ. Bế nhau đi nhận quà luôn. Mời bạn lên sân khấu luôn. Mời bạn, vì hành động leo lên đầu bạn mình. Chúc mừng bạn đã nhận được một suất may mắn trả lời khi đứng bên cạnh các diễn viên của chúng ta. Trời ơi, mang dép thì cưng ghê không? Cái gì đâu, hơi nó mặc còn xà lỏng á. Xin mời em. Thưa mọi người, hãy là em hơi rung. Không có gì rung hết, bé từ từ thôi. Dạ, cảm nghĩ của em xem một cái trailer phần 7 của của Lật Mặt. Không có xỉu nè. Phần 7 của người ta Lật Mặt phần 7, em nhớ gì đó được rồi. Lật Mặt phần 7, một điều ước. Em thấy anh thấy luôn chú Lý Hải có đầu tư vào cái bối cảnh và thở quá vỗ tay quý vị ơi. Nhập có đầu tư vào cái bối cảnh và nhập tâm nhiệt tình là một người đạo diễn và anh thấy ông khá đầu tư thì còn trả lời của mình. Coi xong cho ra cảm xúc sao? Thấy sao nó vậy? Của em thì nó cảm thấy ý nghĩa là người mẹ. Em không rung quá, em nói không có nở nữa. Có nhớ mẹ không? Nhớ mẹ. Và em không có gì thôi thì mấy
ngày 26 tháng 4 em sẽ ra ủng hộ đạo diễn chú Lý Hải và toàn bộ Ekip rồi đầu phim. Cảm ơn em, nhớ dẫn mẹ đi nha. Thôi cho sáng kêu vỗ tay được không ạ? Quá dễ thương luôn. Xin được chúc mừng mẹ đã chọn người cho mình một chiếc vòng đến từ khu Mac cùng bộ phim Lật Mặt 7. Trời ơi, bé rung. Bây giờ còn rung không? Rung thiệt luôn mọi người. Thôi, cảm ơn em rất là nhiều, một đôi tay dành cho bạn à. Đứng trên sân khấu và đứng bên cạnh Lý Hải và dàn cast nữa thì chắc chắn là phải rung rồi ạ. Cảm ơn bạn và chúc mừng bạn. Và bây giờ thì chúc mừng mọi người, chúng ta vẫn còn những chiếc xe máy, những chiếc xe điện, xe đạp đằng sau nữa. Vì vậy mọi người đợi chờ nha, chúng ta còn rất nhiều quà nữa. Và bây giờ trước khi chia tay với dàn cast trên sân khấu thì chúng ta